Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Mình mới vừa đọc một cái tin ở trong báo Telegraf của Hà Lan á, báo đăng ngày 22 tháng 2. Tức là cách đây 2 ngày á, bữa nay mình mới đọc được. Thì báo này á có đăng một cái tin về một cái vụ mất tích của một sinh viên Việt Nam tại Hà Lan. Thì cô này mình không biết đến từ nước nào nha Mà cô đang tới Hà Lan ở à, năm ngoái Từ tháng 9 cho tới tháng 12, 2023 đó Thì cô thuê một cái căn hộ tại Amsterdam Để cô đi thực tập tại một cái nhà băng Thì cái căn hộ này do một người phụ nữ cho thuê Thì người phụ nữ này có nguồn gốc từ châu Phi từ một nước uh, từ Senegal một nước châu Phi thì theo kế hoạch đó là cô ở 3 tháng tại Hà Lan và cô đi thực tập tại nhà băng sau 3 tháng đó cô sẽ qua bên Pháp thực tập tiếp tại một công ty khác tại Paris của Pháp thì tớ thì ngày 28 tây tháng 1 của năm 2024 á, là lần cuối gia đình còn nói chuyện được với cô. Sau đó là bật tin luôn. thì gia đình bây giờ báo cảnh sát. bây giờ cha mẹ và gia đình tìm kiếm, đang tìm kiếm cô và cô có một người cô hay người gì giờ đi qua châu Âu này để tìm cô nè và hiện tại giờ là cả bên Pháp cả bên Hà Lan là đều bật tin cô hết. Thành ra cái tin này đăng ở trên báo Telegraph Họ có nói là nếu có ai biết tin đó, Thì xin báo về cảnh sát số điện thoại như vậy Đây là hình ảnh của cô nè mấy bạn mình Các bạn coi hình ảnh của cô trước nha Đây, cô tên là Nguyễn Bích Ngọc 27 tuổi và có tên là Emma Nguyễn tên Việt là Nguyễn Bích Ngọc tên tiếng Anh là Emma Nguyễn nếu ai có thông tin xin báo về cho cảnh sát số 1 0900 8844 mình đọc lại nha 0900 8844 và mã nước của Hà Lan là 0031. Đây mình đưa cái hình ảnh của cô lại cho mấy bạn coi nha. Nếu trong cộng đồng người Việt mình, nếu ai biết, nếu ai có gặp cô và có ai biết tin tức của cô xin báo dùng cho cảnh sát nha mấy bạn. Nếu các bạn xem được cái tin này thì mình chung tay mình giúp gia đình cô tìm lại được tìm lại được cho cô rất mong cô được bình an trở về với gia đình mình nói cái tin này á thật sự là nhà nào cũng có con cái ở xa và ai cũng mong con cái gia đình người thân gia đình mình được bình yên và khi bị mất tích là mấy bạn biết rồi đó cái nỗi lo lắng buồn chồn ghê lắm cho nên mình mình thấu hiểu cái tâm trạng của gia đình cô Nguyễn Bích Ngọc này. Xin các bạn xin các bạn làm ơn chia sẻ cái thông tin này cho mọi người cùng biết. Để uh, giúp gia đình tìm lại được. Xin uh, các bạn coi lại một lần nữa nha. Cô tên là Nguyễn Bích Ngọc. Có tên tiếng Anh là Emma Nguyễn. Và nếu ai biết được thông tin thì xin liên hệ số 0900 8844. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.